Wow, một cậu bé đang cố gắng chạy trốn khỏi con cá voi khổng lồ. Khoan đã, cậu ta đang cố gắng bơi vào miệng nó sao? Không, cậu bé mau chạy đi. Lý do đằng sau hành động điên rồ này là gì nhỉ? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong câu chuyện ngày hôm nay của Wow Fairy Tale nhé. Ngày xưa, ở vùng Tuscany, có một cửa hàng đồ chơi bằng gỗ nổi tiếng nhất vùng. Rất nhiều trẻ con đến đây để tìm cho mình những món đồ gỗ tinh xảo và ưng ý nhất. Và chủ nhân của tiệm đồ chơi này không ai khác chính là bác thợ mộc Gebetto. Chỉ có một điều đáng tiếc, đó là dù tuổi đã khá cao và dù rất yêu trẻ con, nhưng bác lại không có con. Bác quyết định làm một chú búp bê bằng gỗ, một kiệt tác đáng tự hào nhất trong đời của mình, và để cậu ở lại bên cạnh bầu bạn. Tên của con sẽ là Pinocchio, con thật dễ thương đó. Giá mà con có thể là người thật nhỉ. Ở trong một góc tường, bà tiên xanh đã nghe thấy lời nguyện ước của bác thợ mộc đáng thương. Đêm hôm đó, khi Gepetto ngủ cùng con trai Pinocchio ở trên giường, bất ngờ bà tiên xanh hiện lên để giúp ước nguyện của bác thành sự thật. Thật là một người đàn ông đáng thương. Ông ta xứng đáng có một gia đình hạnh phúc. Ngay lập tức, bà tiên vung tay làm phép, ban cho Pinocchio một linh hồn. Cậu bé tỉnh dậy trong sự ngạc nhiên. Chào Pinocchio, hôm nay ta ban cho con một linh hồn. Con sẽ trở thành con trai của bác thợ mộc Gepetto này. Nhưng hãy nhớ là con phải luôn luôn ngoan ngoãn, nghe lời cha của mình. Nếu con làm được điều đó, ta sẽ dành tặng cho con một món quà thật đặc biệt. Vâng ạ, con xin cảm ơn bà. Bác thợ mộc sáng hôm sau thức dậy, giật mình khi thấy Pinocchio đã ngồi sẵn ở đó đợi mình. Chào cha. Pinocchio đã ngồi đây đợi cha ngủ dậy lâu rồi. Cái gì Pinocchio? Con biết nói rồi sao? Ôi trời ơi. Phải, bà tiên hôm qua đã ban cho con một linh hồn. Bà còn nhắc con là phải nghe lời cha. Bác thợ mộc thật sự rất vui mừng. Bác không ngờ rằng lời nguyện ước của mình đã trở thành hiện thực. Tốt lắm Pinocchio. Bây giờ có con bên cạnh rồi, ta không còn sợ cô đơn nữa. Bác thợ mộc Gepetto rất yêu thương Pinocchio hết mực. Để con trai mình không cô đơn và không bị tủi thân, bác cho Pinocchio đi học như những đứa trẻ khác. Con nhớ ngoan ngoãn nghe lời thầy cô, về nhà đúng giờ nha, biết không hả? Dạ, thưa cha. Tuy nhiên, Pinocchio lại là một cậu bé khá nghịch ngợm. Cậu bé thường trêu đùa các bạn cùng trường, thậm chí còn hay đi xem xiếc và về nhà muộn nữa. Pinocchio còn quen thân với chủ rạp xiếc, hắn thường chèo kéo Pinocchio về làm việc cho mình. Giá như có thể dụ con rối này về làm cho mình thì tốt biết mấy, mình sẽ không mất tiền thuê người múa rối nữa rồi. Pinocchio, cậu nghĩ thế nào về lời đề nghị tới làm chung với tôi? Ngoài doanh thu nhận được, cậu sẽ trở nên nổi tiếng, ai cũng sẽ biết đến cậu, được hay không hả? Wow, trở thành một người nổi tiếng sao? Hay là... được thứ ngay. Nhưng mà tôi sẽ thử biểu diễn một buổi trước thôi, được chứ? Dĩ nhiên là được rồi. Và thế là Pinocchio phụ trách tiết mục múa rối, màn trình diễn của cậu thuyết phục được những khán giả khó tính nhất. Thế vậy, tên chủ rạp xiếc bắt đầu nảy ra những ý định xấu xa trong đầu. Vậy nên, mặc kệ những giao kèo ban đầu, sau buổi biểu diễn lần đầu tiên, tên chủ rạp xiếc nhốt Pinocchio lại vào một cái lồng. Nè, ông làm gì vậy? Mau thả tôi ra. Ta đâu có ngu, sao để đống tiền của mình chạy đi mất được chứ? Hãy ngoan ngoãn ở trong đó mà làm việc cho ta đi, nếu không thì đừng có trách ta. Pinocchio ngồi trong lòng, cậu bé hối hận vì mình đã không nghe lời cha mình. Giá như mà mình nghe lời cha, đi đến nơi về đến chốn thì đã không đến nông nỗi này rồi. Và bỗng nhiên, bà tiên xanh hiện ra trong sự ngạc nhiên của Pinocchio. Pinocchio, tại sao con lại ra nông nỗi này?
tại sao con lại bị nhốt ở đây? Vì không muốn cho bà Tiên biết những chuyện xấu xa của mình, Pinocchio quyết định nói dối bà Tiên. Thưa bà, cháu đang đi học về thì ông chủ đạp xiếc mời cháu vào xem, nhưng cháu nhất quyết không vào nên ông ấy tức quá và đã nhốt cháu ở đây ạ. Bà Tiên thấy vậy liền nghiêm khắc nhắc nhở Pinocchio. Pinocchio, ta chỉ hỏi thử để xem cháu có thật thà hay không thôi. Cháu nên nhớ rằng mỗi lần cháu nói dối, cái mũi của cháu sẽ dài ra và ta cũng đã biết hết mọi chuyện rồi. Vâng, cháu biết lỗi rồi ạ. Là do cháu không nghe lời cha, xin bà hãy giúp cháu. Được rồi, ta sẽ giúp cháu lần cuối cùng đây. Hãy nhớ lấy bài học này, và chiếc mũi của cháu cũng chính là thứ để cháu nhớ về ngày hôm nay. Bà Tiên vung tay làm phép. Chỉ trong nháy mắt, Pinocchio đã thấy bản thân mình đang đứng ở ngoài đạp xiếc. Cậu bé co chân chạy một mạch về nhà. Tuy nhiên, mọi chuyện chưa chấm dứt ở đó. Trẻ con thường không nhớ lâu. Trên đường về, Pinocchio lại gặp một chiếc xe lớn với những chú lừa kéo. Trên xe toàn là trẻ em. Cậu bé, có muốn nhập hội cùng chúng tôi không? Nhập hội gì cơ? Chúng ta sẽ đến một nơi chỉ có bánh kẹo và đồ chơi. Ở đó các bạn có thể vui chơi thoải mái. Khi người lái xe đang nói thì bỗng nhiên những chú lừa kéo xe kêu loạn lên. Người lái xe phải e dọa. Nào, yên lặng, chúng mày muốn ăn đồ tiếp hay sao? Với bản tính ham chơi, một lần nữa Pinocchio đồng ý đi cùng đám người lạ này đến với thế giới của bánh kẹo và đồ chơi. Cậu đến một căn nhà toàn là bánh kẹo thật. Ở trong đó có rất nhiều đồ chơi. Và cũng tại đó, cậu gặp gỡ và quen thân với một cậu bé khác tên là Candlewick. Candlewick, cậu thấy nơi đây thế nào? Tuyệt vời, tớ có thể ở đây cả đời cũng được. Câu trả lời của Candlewick làm Pinocchio suy nghĩ quá nhiều. Vì Pinocchio biết rằng cha cậu vẫn đang ở nhà đợi. Sau một thời gian, Pinocchio nhận thấy ở đây toàn những đứa trẻ hư, lười biếng, và dần dần trên đầu chúng nhú lên những cái tai như tai lừa. Hả? Tại sao tai của họ lại giống như tai lừa vậy? Có lẽ nào hôm trước những con lừa trên trong xe kéo. Trong một giây, Pinocchio như hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra đây chỉ là cái bẫy. Những đứa trẻ lười nhác sẽ đến đây, sau đó ăn bánh kẹo và biến thành những con lừa để kéo xe cho người lái xe bí ẩn kia. Nhận ra được mọi chuyện, Pinocchio hoảng sợ bỏ chạy trong tuyệt vọng. Cũng may đó là lúc ban đêm nên không ai để ý đến việc Pinocchio bỏ đi. Cuối cùng, Pinocchio cũng về được đến nhà. Cậu bé thở phào nhẹ nhõm sau khi thoát khỏi nguy hiểm. May quá, cuối cùng mình cũng đã thoát được rồi. Pinocchio vui vẻ mở cửa đi vào nhà. Cha ơi, con về đến nhà rồi đây. Nhưng Pinocchio vào nhà gọi mãi mà không thấy đâu. Ngạc nhiên hơn khi một lần nữa Pinocchio lại thấy bà Tiên xuất hiện tại phòng con khách. Con chào bà Tiên, bà có biết cha con ở đâu không ạ? Bà Tiên gật đầu, sau đó bà kể lại cho Pinocchio mọi chuyện. Hóa ra là vì quá sốt ruột khi không thấy Pinocchio trở về, bác thợ mộc Gepetto đã đi khắp nơi để tìm con mình. Bác lên rừng rồi lại xuống biển. Và thật không may khi ở ngoài biển, bác đã bị một con cá voi nuốt vào bụng và đến bây giờ vẫn ở trong đó. Con nhất định phải cứu lấy cha con. Đại dương mênh mông lắm, con biết được cha con ở đâu mà tìm? Con không cần biết, có chết con cũng phải đưa cha con về. Khi ra đến biển, cậu bé lặn xuống, lặn mãi cho tới khi gặp được con cá voi khổng lồ. Và cậu tin rằng cha cậu đang nằm ở trong đó. Nó đây rồi, chắc là cha đang ở trong bụng của nó. Pinocchio bơi ngược lên, và những lúc con cá voi há miệng ra lấy thức ăn, cậu bé liền bơi vào trong. Sau một thời gian dài tìm kiếm thì cuối cùng Pinocchio cũng tìm được cha mình. Họ ôm chầm lấy nhau. Cha, con xin lỗi cha. Chỉ vì con không nghe lời cha mà gia đình mình ra nông nỗi này. Không sao đâu, chẳng phải chúng ta vẫn ở bên cạnh nhau hay sao? Đối với ta như vậy là đủ lắm rồi. Sau đó hai cha con cùng nghĩ cách để thoát khỏi bụng con cá voi.
Cũng may vì là trước khi đi, Pinocchio cũng kịp mang theo một ít gỗ ở trong người. Hai cha con đánh một ngọn lửa, khói mỗi lúc một lớn, làm cho con cá voi hắt hơi thật mạnh. Vậy là cuối cùng hai cha con cũng thoát khỏi bụng của con cá voi. Lúc này bác thợ mộc Gepetto sau nhiều ngày ở trong bụng con cá voi tối tăm đã trở nên mệt mỏi và yếu ớt. Pinocchio dìu cha giữa đại dương, cố gắng thật nhiều để bơi và đưa được cha vào bờ. Khi vào đến bờ cũng là lúc Pinocchio bị kiệt sức. Thêm vào đó vì thân thể của Pinocchio được làm bằng gỗ nên nó đã bị mục rỗng khi ngâm nước biển quá lâu. Bác thợ mộc Gepetto vô cùng lo lắng đưa cậu bé về nhà chăm sóc, nhưng có vẻ Pinocchio chẳng hồi phục nổi. Con xin lỗi, tất cả là tại con nên mọi thứ mới như vậy. Tại con ham chơi không nghe lời cha, nhưng sau tất cả, cha vẫn là điều tuyệt vời nhất đã đến với con trong cuộc đời này. Con cảm ơn cha. Không, Pinocchio, nhất định con sẽ khỏe lại thôi mà. Đúng lúc hai cha con tuyệt vọng nhất thì bà tiên xanh lại hiện lên. Pinocchio, con rất dũng cảm và sau rất nhiều nguy hiểm, cuối cùng con cũng đã biết mình sai ở đâu, biết sửa sai. Và còn hơn thế nữa, con đã biết được những gì thực sự quan trọng với mình trong cuộc đời. Như đã hứa, ta sẽ dành tặng cho con một món quà thực sự đặc biệt. Từ nay, con sẽ có cơ thể của con người bình thường và chiếc mũi của con cũng sẽ trở lại bình thường. Và chỉ với một cái phẩy tay, trong nháy mắt, Pinocchio đã trở thành một cậu bé bằng da bằng thịt trong sự hạnh phúc của Gepetto. Cảm ơn bà rất nhiều, bà tiên. Con cảm ơn bà nhiều lắm. Từ đó, Pinocchio trở thành một chú bé ngoan ngoãn. Hai cha con họ sống bên nhau hạnh phúc đến mãi về sau.